cái quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho cả nhà một món ăn ở miền quê của mình nha cả nhà. Đây là món ăn thường hay là ở cốc nước khoáng cũng hay thường ăn. Hôm nay là mình sẽ làm món thịt ba chỉ nha cả nhà. Đây là miếng thịt rất là ngon luôn, và nó vừa có nọc và mỡ nữa nên người ta thường gọi là ba chỉ. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho cả nhà là mình luộc và chấm mắm và cũng có ra sống luôn cả nhà. Bây giờ mời cả nhà mình làm nha. Bây giờ mình sẽ bỏ thịt vô nồi. Đây cả nhà, mình đã bỏ thịt vô nồi và bây giờ mình sẽ cho lên bếp nha. Miếng thịt đã được thấm nha. Mình cho ít nước. Mình tha thịt cà nâu nha. Sẽ thêm làm thấm vào miếng thịt cho nó thơm ngon cả nhà. Ít tỏi vào nữa cả nhà. Tỏi này. Và thêm ít tỏi đi nha. Để cọ ra chén nha cả nhà. Đây, mình cọ ra chén và sẽ đổ một ít nước chấm mắm vào. Là mình sẽ gấp ra và cho vào một cái thau nước nha, là thịt nó sẽ không đen. Đây, em biết mình thấy mình xáo thì thấy hơi mềm mềm rồi đây. Đây là nước mắm chấm nha cả nhà. Và đây là dĩa rau sống và một dĩa thịt heo rất là hoành tráng luôn nha cả nhà, rất là thơm ngon luôn. Cả nhà, đây là cái bánh tráng nữa là nhức nách luôn. Nhưng mà mình không thích ăn bánh tráng, mình thích ăn dẹp thôi. Rất là ngon. Bây giờ là mình xin chào và tạm biệt. Hẹn video lần sau mình sẽ chia sẻ nhiều hơn cả nhà. Cả nhà đừng quên đăng ký và chia sẻ và comment để cho mình thêm có động lực ra nhiều video hấp dẫn hơn cả nhà. Bây giờ mình xin chào và